Tăng giá bán, để lăn bánh Kia Seltos mới nhất cần bao nhiêu tiền? Sau khi tăng giá bán, khách hàng tại Hà Nội mua Kia Seltos sẽ phải chi từ 720 đến 816 triệu đồng để lăn bánh. Nhà phân phối dòng xe Kia tại Việt Nam vừa điều chỉnh giá bán dành cho mẫu xe crossover hạng B Kia Seltos, tăng thêm 5 triệu đồng cho 3 phiên bản. Đây là lần tăng giá thứ 5 của Kia Seltos kể từ khi ra mắt đến nay. So với lần điều chỉnh gần nhất, 3 trong số 4 phiên bản của dòng xe này sẽ có giá bán tăng thêm 5 triệu đồng, bao gồm phiên bản 1.4 Deluxe hiện có giá 639 triệu đồng, 1.4 Luxury có giá 699 triệu đồng và phiên bản 1.4 Premium có giá 749 triệu đồng. Riêng bản 1.6 Premium giữ mức giá cũ là 724 triệu đồng. Vì là xe lắp ráp trong nước, nên khách hàng mua Kia Seltos tháng 2 năm 2022 sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách từ chính phủ, tương đương với số tiền từ 31,95 đến 44,94 triệu đồng, tùy từng phiên bản và tùy từng địa phương. Như vậy, khách hàng tại Hà Nội mua Kia Seltos tháng 2 năm 2021 sẽ tiết kiệm được từ 38,34 đến 44,94 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Sau đây là giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất tại Hà Nội. Dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe phải trả để ra được biển số, tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn. Phiên bản 1.4 Turbo Deluxe giá 719,72 triệu đồng, 1.4 Turbo Luxury giá 763,32 triệu đồng, 1.4 Turbo Premium giá 816,32 triệu đồng, 1.6 Premium giá 789,82 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.